Cảm ơn công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam, công ty cổ phần xe khách Phương Trang chi nhánh Phan Rang, các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình mỗi tuần một địa chỉ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Trung Nam Group, đầu tư bền vững, xây dựng tương lai. Chương trình mỗi tuần một địa chỉ vừa phối hợp với chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống trao tiền cho chị Nguyễn Thị Út ở thôn An Thành 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước. Chị Út đang mang thai thời kỳ cuối, chị ở nhà nội trợ, gánh nặng gia đình dồn lên vai chồng. Vậy mà ngày 9 tháng 1 vừa qua, trong lúc chở mùng mền đi bán dạo ở khách sạn miền núi, trong lúc chồng chị châm xăng vào xe thì người đi đường vô tình quăng tàn thuốc trúng, khiến lửa bốc cháy mùng mền và lan qua chồng chị. May mắn được người dân trong vùng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng kịp thời nên chồng chị đã qua cơn nguy kịch. Vì chồng chị Út bị bỏng xăng quá nặng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để được điều trị tích cực. Nhưng chi phí quá tốn kém, chị Út lại đang mang bầu nên không có khả năng chạy chữa. Đành xin chuyển chồng về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận điều trị. Nhằm giúp chị Út có điều kiện chữa bệnh cho chồng và sinh nở, mẹ tròn con vuông, chương trình mỗi tuần một địa chỉ và chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống đã kêu gọi các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm hỗ trợ 121 triệu 400 ngàn đồng. Tuần này mời quý vị và các bạn cùng chương trình mỗi tuần một địa chỉ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đến thăm và chia sẻ với gia đình ông Trần Văn Hùng, là hộ nghèo của thôn Tự Tâm 1, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. Qua giới thiệu của chính quyền địa phương, chương trình mỗi tuần một địa chỉ đã tìm đến nhà ông Trần Văn Hùng. Nhìn ngôi nhà trống hoác, chẳng có tài sản gì ngoài những giấy khám bệnh của hai vợ chồng ông và đứa con trai bị bại não, nằm la hét dưới sàn nhà, khiến những người thực hiện chương trình không khỏi xót xa.
con trai ông Hùng bị sốt co giật dẫn đến bại não lúc mới sinh. Mặc dù hai vợ chồng cố gắng chạy chữa, nhưng bệnh tình của con không thuyên giảm. Cuộc sống vốn đã khó khăn. Vậy mà năm 2022, ông Hùng không may bị suy van tĩnh mạch, thoái hóa khớp gối. Nay thêm chứng thiểu năng tuần hoàn não. Trời nóng là lên cơn, động kinh nên không thể làm gì được. Đầu năm 2023, vợ ông Hùng lại phát bệnh suy thận mãn tính, phải chạy thận 3 lần một tuần. Chi phí điều trị tốn kém, khiến gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. Cũng có bệnh khớp, lại bệnh đau, thằng cơ tỏ, việc bị tim mạch này. Thì nói chung thì không có làm nặng được nữa. Ở nhà thì cha nội trợ để chăm sóc cho con. Còn vợ mới phát bệnh ở đây thì cũng ở nhà, cũng lo chăm sóc cho vợ con luôn. Mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nè. Sợ chưa? Sợ mất, bỏ con, bỏ chồng là ai nuôi tớ. Để mong tôi gọi nó có mạnh bớt để xong nuôi con rồi. Ông Hùng mất sức lao động hơn một năm nay, còn vợ ông thì mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên nằm viện. Đứa con trai đầu bị bại não và nằm một chỗ hơn 20 năm nay. Con trai thứ hai đang học lớp 9 và con gái út thì học lớp 5, có nguy cơ phải nghỉ học vì gia đình khó khăn. Rất mong các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm chung tay trợ giúp để gia đình ông Hùng vơi bớt khó khăn, có điều kiện khám chữa bệnh và các con có cơ hội đến trường. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại 02593824206, 0949965339.